17 tuổi, 3 giờ khuya, đau, đau bụng dữ dội lắm, gọi bác sĩ Christopher cấp cứu. Mà bác sĩ Christopher mới đi cấp cứu cho một người về, chưa kịp ngủ thì bây giờ cái ca này đến. Mà là đau, bác sĩ nói là bà mẹ đó nấu nước gừng đó, trà gừng, xong rồi cho thêm chút baking soda vô, uống thêm baking soda vô thì nó hết đau ngay tức khắc. Bà mẹ không có, con đau quá sợ quá, cứ đòi bác sĩ tới thì ông cũng tới, mà nhà cách tới 20 phút. Thì trên đường ông bác sĩ Christopher tới thì cô bé đau quá, bà mẹ phải bắt buộc cho uống gừng với baking soda. Khi bác sĩ tới cửa thì cô bé đã đi ra mở cửa cho bác sĩ, cười, hai bên cười trừ. Thế vậy chúng ta thấy rằng là đau bụng á, mà có thể là vì bé tới thời chu kỳ của bé đó, hoặc là vì lý do gì đó, axit nhiều thì là baking soda và gừng nó sẽ làm cho rất là dễ tiêu hóa.